nhỏ thì những bài thi này là rất thực tiễn và quan trọng. Đặc biệt hơn là trong những khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện giao thông đi lại khá lớn, khiến cho sự tập trung và căng thẳng của các bác tài ở trong những tuyến đường hẹp là cẩn thận hơn bao giờ hết. Tài Đặng Quang Khải, số danh số 20 cũng đã bắt đầu phần thi của mình. Cùng với đó là bác tài Đặng Đình Bình bắt đầu về đích. Sẽ phải rất cẩn trọng và chỉn chu ở phần thi này. Chúc mừng bác tài Đặng Đình Bình của chúng ta. Nhưng xin nhắc bác tài là cũng đừng quên là kéo phanh tay, một lưu ý rất quan trọng của hội thi năm nay. Và xin một tràng pháo tay thật lớn cho các bác tài Đặng Đình Bình của chúng ta. Xin chúc mừng bác tài Đặng Đình Bình và trung tâm Tân Đạt đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ chắc chắn rằng đôi mắt của chúng ta sẽ hướng tập trung tất cả về bác tài cuối cùng, số danh số 20 Đặng Quang Khải của xí nghiệp xe buýt nhanh BRT, người đang thực hiện bài lùi xe theo đường zig zag. Khoảng cách đường hẹp, chiều dài, chiều rộng của xe lớn đòi hỏi các bác tài của chúng ta phải rất khéo léo trong từng pha đánh lái của mình để làm sao không chạm vào các cột. Tiến đã khó rồi, lùi còn khó hơn. Trên lối trực tiếp của chúng tôi đang đón nhận rất nhiều những lời cổ vũ cho bác tài Đặng Quang Khải của chúng ta, thí sinh cuối cùng trong buổi thi ngày hôm nay. Cố lên anh Khải của bạn khán giả Lưu Xuân Hà, BRT vô địch. Chị Doãn Thị Lan Hương có bình luận chúc mừng Tân Đạt. Xin cảm ơn tất cả các anh chị cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã theo dõi đến tận thời điểm này để cổ vũ và đồng hành cùng các bác tài của chúng ta trong hội thi lái xe giỏi an toàn năm 2023. Lái xe đã giỏi rồi, nhưng cũng phải an toàn nữa. Không chỉ an toàn cho mình, cho các hành khách mà cũng cho cả những phương tiện tham gia giao thông xung quanh. Đây là điều rất quan trọng của hội thi chúng ta năm 2023. Tại chúng ta bắt đầu bước vào phần thi dừng xe đón trả khách. Ở phần thi này thì yêu cầu là xe di chuyển đúng làn đường, làn có mũi tên và phải xi nhan phải trước khi vào điểm dừng. Dừng xe, mở cửa đón trả khách đúng vị trí của biển báo điểm dừng xe buýt. Đó thì là phải yêu cầu xe đóng cửa, bật xi nhan trái trước khi khởi hành ra khỏi điểm đón trả khách, di chuyển theo đúng làn đường quy định và tất nhiên là phải xi nhan trái sau khi đã nhập làn.
thao tác và những bước chắc hẳn đã quá quen thuộc với các bác tài chúng ta hàng ngày rồi. Ta sẽ đến với bài thi là đi qua đường hẹp. Nếu trong phần thi này tôi nói là đang bước vào phần thi lùi chuồng, sau đó thì chúng ta mới tiến đến bài thi lái xe qua đường hẹp. Nếu như chạm cột trong bài thi này thì bác tài của chúng ta sẽ bị trừ 5 điểm, đổ cột sẽ trừ 10 điểm, xe lùi chưa hết vào nơi đỗ sẽ bị trừ 5 điểm và xe chết máy khi đang thực hiện bài thi cũng sẽ bị trừ 5 điểm. Góc quan sát từ chính khu vực cabin của các bác tài rất thuận lợi ở bài thi lùi chuồng. Tiếp đến là sẽ là đến bài thi lái xe qua đường hẹp. Nếu như xe chạm vào cung hoặc son trong bài thi này thì các bác tài chúng ta sẽ bị trừ 5 điểm. Đây là một bài thi cũng tương đối khó nhằn. Xây dựng trên các tình huống rất sát với thực tế để các bác tài có thể vừa trau dồi kỹ năng cũng như là phô diễn tài năng của mình. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với bài thi ghép ngang. Bài thi này thì hai lỗi bị trừ điểm nặng nhất là xe chạm cột cửa và làm đổ cột thì sẽ bị trừ mỗi lỗi là 10 điểm trên một cột. Góc máy rất thuận lợi để chúng ta có thể quan sát được rõ hơn trong các tình huống ghép ngang của bác tài có chuẩn xác hay chạm cột thế hay không. Vâng, như vậy là hơi tiếc một chút rồi. Như đã có một tình huống chạm cột, tình huống va chạm nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ đến với phần thi cũng rất khó nhằn, lái xe qua hàng đỉnh. Thì làm sao cho thật chuẩn xác và không có một va chạm nào sẽ là một thử thách rất lớn đối với các bác tài. Mặt rất tập trung của bác tài Đặng Quang Khải chúng ta. Xe Quảng Ninh đã hoàn thành chuẩn xác của bác tài Đặng Quang Khải, người có thời gian công tác từ ngày 19 tháng 5 năm 2018 của xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội. Bác tài Quang Khải đang lái xe cho tuyến buýt số 02. Tình huống va chạm khá
khá rõ ràng được thể hiện trên con lắc của chúng ta. Biên độ có vẻ như đã được sang đến mức độ 2 rồi. Đây sẽ là một thử thách gần như là cuối cùng. Suýt chút nữa thì đã chạm cột rồi. Chúng ta thì thấy rõ ràng con lắc rồi di chuyển rất mạnh. Hơi khó khăn một chút với bác tài Quang Khải của chúng ta. Và bây giờ thì là phần thi cuối cùng, phần về đích. Đường xe làm sao cho chuẩn vạch, rất chính xác. Xin chúc mừng bác tài Đăng Quang Khải của xe nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội đã hoàn thành bài thi của mình và cũng đã khép lại phần thi hội thi lái xe giỏi an toàn năm 2023 của chúng ta ngày hôm nay. Xin tất cả các khán giả, các quý vị đại biểu xin dành một tràng pháo tay thật lớn cho 20 bác tài của chúng ta. Bác tài vẫn đang quan sát và có vẻ như hơi tiếc nuối khi nhìn thấy biên độ dao động từ con lắc của mình. Và như vậy là phần thi hội thi lái xe giỏi an toàn năm 2023 đã kết thúc. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với lễ tổng kết và trao giải thưởng thi đua cao điểm hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia 2023, trao giải hội thi nhân viên phục vụ giỏi thân thiện năm 2023 và trao giải hội thi lái xe giỏi an toàn năm 2023 của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Và trong khoảng thời gian khoảng 30 phút để cho các trọng tài sẽ tiến hành chấm điểm cho tất cả các tài xế của chúng ta thì xin vui lòng mời các đại biểu cũng như các vị khán giả chúng ta nghỉ ngơi trong khoảng 30 phút trước khi bước đến phần tiếp theo của buổi lễ.
Thank you.